Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về dòng kiếm. Đây là cái kiếm Bicolor. Cái kiếm này các bạn thấy có cái gì lạ không ạ? Lá cũng bình thường đúng không ạ? Cũng như là cây luân hồi thôi. Nhưng mà cây này có một cái đặc biệt là các bạn thấy là cái củ của nó sẽ tròn. Nếu mà các bạn trồng đạt nó tròn như quả trứng gà đấy các bạn. Thì cái củ của bạn đó các bạn thấy nó rất là tròn. Đây. Khi nó trưởng thành thì nó sẽ tròn, tròn căng ra. Căng ra. Còn nếu nó bình thường thì nó cũng có củ đó các bạn. Thấy các bạn thấy nó cũng có củ. Chứ nó không phải giống như những cây lưu hội khác. Mình sẽ lấy một cây lưu hội khác cho các bạn coi ha. Thì đây là cô cây lưu hội khác thì thường là lá nó bình thường. Nó không có được tròn cái củ như vậy. Đó, cái củ nó là tròn vo. Nó tạo thành một cái củ rõ ràng. Thì cái dòng kiếm Bicolor là nó như vậy. Nó sẽ có một cái củ nó có một cái củ tròn. Và cái kiếm này nó có đặc tính về củ là coi như là rất là đẹp, có nghĩa là nó chịu khá ẩm ướt để nó tạo thành cái củ. Cái thứ hai nữa là cây này sẽ ra hoa đồng loạt. Và cái thứ ba nữa là giò bông mảnh khảnh thòng xuống rất là đẹp. Hoa của nó không to lắm, hoa nó cũng cỡ như cây lưu hội. Nhưng mà hoa hàng loạt. Và cây này cái một cái đặc tính nữa là trồng thì rất là dễ, ở đâu cũng được. Nhưng nếu trồng ở ngoài Bắc thì nó lại phù hợp khí hậu, nó sẽ ra hoa rất là nhiều. Đó thì cái khí hậu của ngoài Bắc hoặc ở miền Tây Nguyên có lạnh thì rất là phù hợp. Còn ở trong Nam thì trồng rất là tốt. Nhưng vấn đề ra hoa thì trong Nam lại không bằng cái cây này, Bicolor này trồng ở ngoài Bắc. Các bạn chú ý điều này. Cây này thì cực kỳ phát triển. Các bạn thấy cái củ đây. Đây cây củ trưởng thành rồi thì cái củ nó nhìn rất là rõ. Đó, nó có cái củ rất là rõ. Và các bạn thấy đây nó cũng có củ. Càng già thì củ nó càng phình to ra. Tròn, tròn như quả trứng. Thì cây Bicolor này thì nó có nhiều màu. Ví dụ cây này là cây mình không biết, cây này mình đang bán là không biết màu thì bán rất là rẻ. Nhưng mà cây bông màu vàng thì giá nó khá cao, trên 1 triệu một củ. Thì màu vàng thì khá hiếm gặp. Cây này cũng là mang tính đặc hữu của Việt Nam, tức là nó được trồng ở miền Tây Nguyên, khai thác rừng cũng có. Nhưng mà nói chung về tự nhiên thì không còn nữa, thấy cũng mất giống nhiều lắm rồi, không hiếm gặp. Thì cây này dự kiến là củ lá bông của nó màu sáng, tại thấy đầu rễ của nó rất là vàng, không hiểu nó ra màu gì, nhưng mà thân nó cũng có màu tím trong đây. Thì cái cây này mình bán không biết màu thì bán rẻ thôi, thì nó khoảng tầm vài chục nghìn một củ. Thì mình sẽ đăng lên website giá cả, tại vì cây này mới quá mình cũng chưa biết giá nó thế nào, chỉ có một giò thôi. Thì mình bán là mình sẽ xẻ củ mình bán. Nên các bạn có mua thì chúng ta mua sớm, tại vì cũng có một giò này thì mình xẻ thôi. Cây này mình chơi kiếm cũng lâu rồi mà thấy không có như gặp nhiều. Trong vườn mình hiện tại giờ cũng có hai giò, và từ trước giờ mình thấy cũng có một hai giò vậy thôi chứ không có nhiều. Nếu các bạn chơi kiếm muốn sưu tầm cho đủ bộ thì đây là cây kiếm để các bạn chơi, đó là dòng Bicolor các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.